Nhận định Việt Nam chiến Malaysia, lịch sử vẫy gọi. Để mở rộng cánh cửa vào vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam phải giành trọn vẹn 3 điểm khi đối đầu Malaysia lúc 23:45 tối nay 11 tháng 6. So với trận gặp Indonesia, bài toán nhân sự ở tuyển Việt Nam khiến huấn luyện viên Park Hang-seo đau đầu hơn. Quang Hải bị treo giò, Tuấn Anh cũng làm khán giả, khiến thầy Park phải tính toán rất kỹ cho từng vị trí. Đấu Malaysia, tuyển Việt Nam đón sự trở lại của Trọng Hoàng và Đình Trọng. Tuy nhiên, nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ dùng Trọng Hoàng bởi bộ ba trung vệ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng thể hiện rất tốt ở trận thắng Indonesia. Trọng Hoàng có thể được thầy Park thay Quang Hải ở tuyến giữa tuyển Việt Nam khi Văn Thanh có phong độ cao bên hành lang phải. Vấn đề nằm ở vị trí của Tuấn Anh. Huấn luyện viên Park Hang-seo cần một cầu thủ có khả năng tranh chấp bóng tốt, phòng ngự tốt như Đức Huy hay một cầu thủ có xu hướng tấn công như Xuân Trường hoặc Hoàng Đức để chám vào đang được cân nhắc kỹ. Trước Malaysia được đánh giá mạnh hơn Indonesia và mạnh hơn chính họ ở trận lượt đi, huấn luyện viên Park Hang-seo đề cao sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Hàng thủ ổn định với thủ môn Tấn Trường, bộ ba Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng án ngữ phía trước bảo vệ cho khung gỗ tuyển Việt Nam. Trong sơ đồ chiến thuật 3-5-2, hai cánh tuyển Việt Nam là Văn Thanh và Hồng Duy, bộ đôi tiền vệ trung tâm là Trọng Hoàng, Xuân Trường, còn Phan Văn Đức giữ vai trò hộ công. Công Phượng được cân nhắc đá chính trong vai trò tiền đạo ảo, còn đá cao nhất trong sơ đồ của tuyển Việt Nam là Tiến Linh. Malaysia thua đậm UAE trận trước, nhưng gặp một đối thủ ngang đẳng cấp như tuyển Việt Nam mọi thứ có thể thay đổi. Đội bóng của huấn luyện viên Tan Cheng Ho thực tế đang rất khó lường khi sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch. Tại bảng G, hy vọng đi tiếp của Malaysia vẫn còn dù là không nhiều. Vì thế họ vẫn phải níu kéo. Việc đánh bại tuyển Việt Nam lúc này không chỉ là mục tiêu số 1, mà còn giữ lại chiếc ghế với huấn luyện viên Tan Cheng Ho. Trong khi đó, áp lực với tuyển Việt Nam cũng không nhỏ. Muốn chắc chắn giành vé vào vòng loại World Cup 2022, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần đánh bại Malaysia và cầm hòa UAE ở lượt cuối. Dù khó nhưng thắng Malaysia không phải là mục tiêu quá tầm với đội bóng áo đỏ. Một tập thể đoàn kết chơi ăn ý, một đội bóng với khát khao chiến thắng và tài mưu lược của huấn luyện viên Park Hang-seo là những điểm mạnh của tuyển Việt Nam mà Malaysia hay nhiều đội bóng khác không có được. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần hưng phấn sau chiến thắng Indonesia, tuyển Việt Nam luôn nhận được niềm tin tuyệt đối từ người hâm mộ. Đây chắc chắn là động lực giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin hơn trong việc săn tìm 3 điểm trọn vẹn trước Malaysia, mở ra cơ hội làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam.